Hôm nay quay trở lại với cái đầu CD Acam model là FMRCD23. Hôm nay mình sẽ tháo cho các bạn xem nội thất của nó như thế nào. Thì nhiều bạn thì thường chơi đi đầu CD của Nhật Bản thì rất quen với cái cảm giác là thích cái đầu nó lớn, nó to, nó nặng, nó nhiều linh kiện. Thì hôm nay mình sẽ mở cái đầu CD châu Âu để các bạn biết nó như thế nào, nó có linh kiện, nó có nhiều như Nhật Bản hay không. Các bạn xem kênh của mình đừng quên đăng ký để nhận được những video mới nhất nhé. Và dạo này mình có bán thêm đĩa CD. Thì đĩa CD của mình là đĩa mình chép ra từ đĩa gốc và phôi phono nên chất lượng rất là chuẩn nha. 60.000 một cuốn. Những cái trong đĩa mình để kia là đĩa Khánh Lê. Thì bạn nào có nhu cầu gì thì có thể vào Zalo mình nhắn tin cái danh sách đĩa cho các bạn dễ lựa chọn. Acam CD FMR23. Đây là cái con CD rất là cao cấp. Sau cái dòng Acam Alpha, từ Alpha 3, Alpha 5 đến Alpha 7, 9 thì hãng ra cái dòng này, cái dòng Alpha, xin lỗi, không phải dòng Alpha, dòng FMR CD 23. Thì cái dòng này nó cải tiến rất là nhiều của dòng Alpha 9, chất âm hay hơn nhiều. Và cái linh kiện bên trong thì nó cũng có một số cái sử dụng giống như Alpha 9, điển hình là lát nữa mình mở ra cho các bạn xem. Và CD của Acam thì nó lại xài chip giải mã không phải là của Nhật Bản như Philips TDA 1541 hay là của BCM, của thằng Bubo BCM 1706 hay là những dòng BCM khác, mà nó xài chính giải mã do nó làm ra. Đó là con chip giải mã Ring Kindred. Đây là con giải mã rất là cao cấp của Acam, được sử dụng trong những cái đầu, ngay cả những cái đầu khoảng 20-30 triệu nó cũng có con chip giải mã này. Thì cái con này theo cá nhân mình đánh giá so với những cái con cao cấp như của Denon khoảng tầm giá 15-17 triệu, thì con CD này nó sử dụng con chip giải mã đó, nó tiếng hay hơn rất là nhiều. Và con Acam Alpha, xin lỗi mình cứ nói nhầm Alpha, Acam CD FMR23 nó được sản xuất tại châu Âu, tại Anh nha các bạn thấy dòng chữ Made in ROK ha. Đó. Cục dây nguồn rời. Con này thì công suất tiêu thụ là 18W. Đặc biệt nó có hai đường ra âm thanh luôn. Hai đường ra. Có đường gấp quang ra, đường coaxial ra và hai đường analog ra. Và bây giờ mình sẽ tháo, mình lấy trục vít mình tháo. Lát nữa mình tháo xong mình báo giá cho các bạn và mình test nhạc luôn nhé. Cái đèn đồng hồ của nó là màu xanh lá cây. Sau khi đã tháo cái nắp này ra thì mình, các bạn đã thấy được cái nội thất bên trong của con CD Acam FMR CD 23 rồi. Thì cái con này là cái nắp của nó không quá nặng nha các bạn. Mình nghĩ nó nặng là do cái khung của nó nặng để chống rung, tại vì cái đĩa CD mà bất kỳ cái rung lắc nào thì nó cũng ảnh hưởng, nó làm nhảy đĩa. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cảnh. Con này thì nó xài hai tầng phô nguồn lận, một tầng phô cho các linh kiện và một tầng phô cho chip giải mã DAC. Các bạn thấy có một cái chỗ này nó ghi là Alpha CD 9 player. Thì bạn nào mới nhìn không rõ mà đã chơi những cái dòng CD Acam thì nghĩ có khi là con này nó bị lai của cái CD Acam Alpha 9, nhưng mà không phải nha các bạn. Con này và con Alpha 9 đều xài chung một cái con chip giải mã giống nhau, nên nó có hệ thống tản nhiệt này giống y nhau thôi. Bên Alpha 9 và con này xài chung cái này, nên các bạn thấy cái tem vậy thôi, các bạn thì gõ lên Google là biết. Và con này nó khác ở Alpha 9 cả là nó có thêm một cái cục tầng phô ở đây đó. Tổng cộng nó xài hai cục tầng phô nguồn, một cục cho linh kiện và một cục cho giải mã. Nhiều bạn thì hay thích cái đồ Nhật Bản, thì thường thì đồ đầu CD hoặc là âm ly của Nhật Bản thì bên trong rất là nhiều đồ mà nó rất là nặng, tầng phô lớn, tụ nguồn lớn. Nhưng mà đồ châu Âu thì ngược lại, từ âm ly cho đến đĩa đầu CD thì nó đều là thiết kế tối giản,
có những cái amply của châu Âu đến vài chục triệu, nhưng nó cũng chỉ mỏng bằng cái đầu đĩa thôi, là linh kiện bên trong cũng rất là đơn giản. Nhưng bạn lưu ý là linh kiện nó đơn giản nhưng mà nó lại làm toàn là những linh kiện cao cấp nha các bạn. Ngầu như là âm ly của châu Âu thì chúng ta sẽ không thấy là nó xài tụ Enna hay tụ tụ gì của Nhật Bản, mà nó vẫn xài linh kiện tụ do chính hãng làm hoặc là những hãng khác cùng trong một nước đó làm. Ví dụ hàng của anh này thì nó xài toàn linh kiện của anh. Con này thì made in England rồi, nãy thì mình có quay cho các bạn xem lúc lúc trước rồi, lúc lúc chưa tháo máy rồi. Là nói chung là mở ra để các bạn hiểu thêm về đầu CD này. Và ai mà có buổi sau mà có một mua một con CD nào giống như mình đang có thì có thể lên coi video này để biết cái con CD các bạn mua nó có đúng không, nó có riêng hay không. Rồi đây là cái con mà riêng toàn bộ, chưa đụng chạm sửa chữa gì nha các bạn, và mức giá của nó là 12 triệu. Tôi nói chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ mình test nhạc lại cho các bạn nghe nhé, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Tiến hành test âm thanh của nó nhé. Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời? Mênh mông đây là đâu? Là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa phiến đá sầu, chờ vơ trong lạnh không, muộn phiền theo tháng. Thank you.
những đau nồng khổ đau với tình yêu em. Giờ đây úa nhau trong đêm thâu gọi tên, lòng càng vắng xa thêm. Tôi hôm nay là ai, thà như một phiên đá nồng trăm năm như ngàn năm, người cũng đã